chào tất cả mọi người nhá. Trong chương trình ngày hôm nay thì mời mọi người cùng Duy đi khám phá một mẫu xe ngay từ sau Duy kia rồi. Mercedes-Benz V250 phiên bản Bluetech, sử dụng động cơ máy dầu 2.0 lít. Thật ra phiên bản Mercedes-Benz V250D này thì đã quá quen thuộc thị trường Việt Nam rồi. Nhưng mà cái điều bí mật, điều ẩn chứa sâu nhất nằm ở phần khoang sau của chiếc xe này, phần ra nội thất. Một không gian có thể nói là mang đậm phong cách của VIP. Ngày hôm nay thì đi chuẩn bị ăn mặc để giống với ông chủ, để đóng vai với ông chủ thì thôi. Hôm nay ăn mặc hơi rách dưới tí cho mọi người thông cảm nhé. Nhưng quan trọng nhất đấy là nội thất của xe này. Đây, vào luôn. Bừng ngơi mở cửa ra. Wow. Các bạn thấy sao ạ? Đẳng cấp không? Đẳng cấp, rõ ràng là đẳng cấp. Đây là một mẫu xe được nhập về tại thị trường Việt Nam năm 2016. Và toàn bộ những cái phần nội thất này thì đều được hoàn thiện tại Đức hết các bạn ạ. Lát nữa thì Duy sẽ chia sẻ thêm mọi người ngay cái màn hình ở đây. Cũng toàn tiếng Đức với tiếng Anh thôi. Đây mọi người có thể thấy này. Hôm nay là đóng vai là ông chủ nên mình sẽ ngồi ở đây nhá. Còn cái hàng ghế ở phía trước này, nơi đây thì sẽ có thể dành được cho thư ký hay là trợ lý chẳng hạn. Đây mình sẽ ngồi thử ở đây trước đi ạ. Rồi xin phép nhé, vào đây bỏ kính ra. Ui dồi ôi, bên trên này các bạn nhìn hệ thống đèn này, không khác gì hệ thống đèn chùm ở nhà mình đâu ạ. Ngồi đây là phải phục vụ ông chủ với những vị khách VIP ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có hộp đựng xì gà. Hộp đựng xì gà với khoang ở bên trong được làm bằng gỗ. Đương nhiên rồi, xì gà chúng ta sẽ phải làm bằng hộp gỗ để lưu giữ hương cũng như là lưu giữ cái phần độ ẩm. Ở đây có đồng hồ báo độ ẩm ở đây, các bạn có thể thấy này đang khoảng gần 70% đây. Đây cũng sẽ có những cái mức độ ẩm nhất định. Còn ở phía dưới hộp xì gà này chúng ta sẽ có, vâng, wow, lạnh luôn. Ở dưới đây là một tủ lạnh. Tủ lạnh này thì Duy đoán chắc được khoảng tầm cỡ 15 lít. Khoảng 15 lít chúng ta hoàn toàn có thể để được đồ uống hay là những cái đồ ăn nhẹ cần giữ lạnh ở trong đây ạ. Đây các bạn có thể quan sát rất kỹ vào trong này, rất ngạc nhiên, thật sự là quá hay phải không ạ. Ở tại cái vị trí ngồi của Duy lúc này ấy, thì mặc dù là ghế dành cho thư ký, cho trợ lý thôi, nhưng mà các bạn ngồi đây cũng yên tâm là sẽ được trải nghiệm cái tiện ích, ví dụ như là ghế có thể điều chỉnh điện này, rồi là ngả lưng ghế, rồi nếu mà buồn mà chán đi đâu không có ông chủ hay là ngồi đợi ông chủ chẳng hạn, thì đây ngay phía trước mặt các bạn lúc này sẽ là một màn hình. Đấy, hôm nay thì ở trên màn hình này Duy đang bật tạm Victoria Street. Anh em thấy mượt không? Quá mượt, không mượt là không chuẩn đúng không ạ. Và ngay những cái phần ở bên đây, nơi mà camera đang cho các bạn xem, ngoài cái hệ thống các cái cổng kết nối USB này, rồi là cổng sạc điện dành cho laptop, cho máy tính, rồi ở bên đây chúng ta có đầu đọc đĩa DVD, màn hình nhỏ ở đây. Trên đây thì có hệ thống âm thanh, điều chỉnh âm thanh ở đây. Chiếc xe này là các bạn yên tâm, ở đằng sau được trang bị hệ thống âm ly luôn, nên là nghe âm thanh khỏi bàn. Tất nhiên là không thể so sánh được với cả những hệ thống âm thanh đỉnh cao như là B&O hay là Mark Levinson thì không thể so sánh được, nhưng mà trên mẫu xe này theo cái tai cảm nhận của Duy thì Duy cảm nhận rằng là rất ok rồi. Chúng ta có những trải nghiệm rất thú vị rồi. Còn ở bên đây chúng ta sẽ có ẩn chứa bên sau cái này là hệ thống máy pha cà phê. Xung quanh cái vị trí ngồi của những người trợ lý, những bạn thư ký ở đây thì có rất nhiều những cái tiện ích để phục vụ cho những ông chủ và những VIP. Đây các bạn có thể thấy đây, pha cà phê luôn, để vào đây kéo vào là chúng ta có thể pha ngay một ly cà phê uống để thưởng thức. Thật sự là quá tuyệt phải không ạ? Đẳng cấp đấy, rất đẳng cấp. Vâng ơi, đóng vào đi. Các bạn ơi, chỉ qua những cái nút ở trên màn hình cảm ứng thôi, hệ thống điều khiển, chúng ta sẽ được đóng vào mở ra vô cùng nhẹ nhàng, hoạt động êm ru. Còn ở bên đây chúng ta sẽ có gì ạ? Vâng, mời các bạn. Không thể nào mà thiếu được ngăn đây. Ngăn đây là ngăn để tích
để chứa những cái chai rượu vang hay những chai rượu champagne để ông chủ có thể mời những cái vị khách VIP của mình. Rất hay. Đây, Duy xin phép giới thiệu tiếp một chút với cả quý vị các bạn là toàn bộ những cái phần này thì đều được bọc gỗ, vân gỗ đẹp và trông khá là sang trọng, kèm với cả những cái chất liệu ở đây các bạn có thể thấy rằng là hơi tiếc một chút thôi là đây cái hệ thống rèm này chúng ta phải mở sử dụng bằng tay, cái đóng bằng tay, nhưng mà Duy hoàn toàn thấy là cái thiết kế này rất là hợp lý, bởi vì nếu như mà đưa cái hệ thống motor điện vào đây ấy, thì cái phần các cái hộc ở đây này, cái vị trí đây sẽ phải tăng thêm khá nhiều diện tích để chứa cái hệ thống motor điện. Đây là thôi, chúng ta dùng bằng tay đi cho nó lành. Mức xe này thì tại thị trường Việt Nam bây giờ thì showroom 568 đang nhập về với mức giá rất hợp lý. Duy sẽ để mức giá ở ngay phía dưới video nhé. Rồi, bây giờ thì xin phép mọi người Duy sẽ điểm thêm một chút ở đây nữa thôi. Nếu như các bạn thử nghĩ xem, đến những trẻ nhỏ con của ông chủ hay là những vị khách VIP có lên chiếc xe này ngồi để đi những cái chuyến đi chẳng hạn, thì các bạn có thể nhìn xuống đây, hệ thống đầu PS4. Vâng, lần đầu tiên trên một mẫu xe tại thị trường Việt Nam có một hệ thống đầu PS4 các bạn ạ. Chắc chắn là như vậy. Rồi, bây giờ sẽ xin phép mọi người là Duy sẽ tiến sang bên khu vực của hàng ghế VIP, hàng ghế VIP. Trước khi tiến sang thì Duy cũng xin phép chia sẻ một chút xíu nữa. Ở đây chúng ta có một cái miếng logo AMS VIP Design. Cái miếng này, miếng tem này thì hoàn toàn là được làm bằng nhôm phay xước. Và đây là tiện khắc laser vào đây các bạn ạ. Nhìn rất phê. Hệ thống đèn ambient light ở trên trần rồi xung quanh viền thì chúng ta đều có thể thấy rằng là rất rõ ràng rồi. Rồi, bây giờ Duy sẽ ngồi trong vị trí này để thử cảm nhận xem nào. Wow, không phải nói gì nhưng mà cái vị trí mà Duy vừa ngồi đối diện ở đây đến xa đến vị trí này đã cảm giác nó khác biệt lắm rồi. Nó khác biệt đến đâu? Khác biệt đến ngay từ cái cách thiết kế ghế cho chúng ta, cái trải nghiệm ngồi, cái phần lưng này rất là ôm này, rồi cái phần tựa đầu này cũng vậy, chúng ta ngả và nó êm du. Nếu mà để so sánh trực tiếp với cả những cái mẫu xe hạng sang tại trường Việt Nam, ví dụ như kiểu S600 Maybach hay là BMW 760Li, thì thật sự là cái chất liệu da cũng như là cái phần tựa đầu này nó chưa thể bằng được. Nhưng mà phần nào đó chúng ta đã cảm nhận được rồi. Những cái mẫu xe kia 10 thì mẫu xe này Duy phải chấm được cả 8 điểm luôn các bạn ạ. Còn các bạn ngồi vào đây các bạn cũng có thể hoàn toàn điều chỉnh được cái hệ thống ghế của mình. Đây các bạn nhìn này, toàn tiếng Đức luôn này, chỉ có tiếng Đức với tiếng Anh thôi. Có khi chuyển sang tiếng Anh ấy, Duy thì nói thật là cũng chưa đi Đức bao giờ, thành ra là mình tiếng Đức là mình hơi kém. Rồi sang tiếng Anh rồi, sang tiếng Anh thì mình mới dùng được, chứ còn tiếng Đức là toi luôn đây này. Rồi các bạn chờ Duy một chút nhá. Phần màn hình này thiết kế khá là đẹp, đèn nền rồi hình nền các thứ đều rất là chuẩn. Đây các bạn có thể nhìn này, hoa mắt chưa, đến Duy còn hoa mắt luôn, mình nhìn trực tiếp đây mình còn hoa mắt. Rất nhiều những cái tính năng ở đây. Đây, ngay khi ấn vào đây chúng ta sẽ được nâng cái bệ đỡ chân lên để chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm nghỉ ngơi nó thích thú hơn. Mặc dù là cái phần motor này hơi chậm một chút, nhưng mà khi nó đã được set up chuẩn chỉ rồi thì chúng ta lại có những cái trải nghiệm rất là hay. Thôi ngồi vị trí này Duy xin phép là bỏ giày ra nhá. Đây các bạn ạ. Rồi đấy, các bạn có thể điều chỉnh ngả lưng ghế, hay là chúng ta hoàn toàn có thể thưởng thức những cái buổi massage ngay tại trên chiếc xe này các bạn ơi. Đây, relax massage. Dùng một bật luôn. Mình cảm nhận được rất rõ cái hệ thống massage ở phía lưng ghế. Mặc dù nó chỉ là rung theo từng đợt một, rồi nó được trải khắp cái phần lưng của mình, bản lưng của mình, nhưng mà ngồi ở đây thì chúng ta có được những cái trải nghiệm nó gọi là phê. Phải gọi là phê. Rồi Duy xin phép đã tắt đi để chúng ta sẽ
có sẽ có những cái trải nghiệm thú vị hơn. À, Duy vừa mới nhìn vào đây và phát hiện ra là ngay đến cái vị trí của những người trợ lý ở đây, chúng ta cũng vẫn có thể bật được hệ thống massage. Bây giờ Duy sẽ bật hệ thống massage cho anh quay phim thử luôn này. Dùng chưa? Dùng, rõ ràng sướng không ạ? Sướng, chắc chắn là sướng. Duy sẽ tắt đi và Duy sẽ hạ cái phần để chân này xuống để các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn này. Nói chung là trải nghiệm trên cái V250 phiên bản được độ từ Đức này, nó là một cái sự trải nghiệm phải nói là quá là khác. Và lần đầu tiên mình thưởng thức những cái chi tiết nó rất là đặc biệt ở trên chiếc xe này. Đây các bạn có thể thấy nhá, nếu như ngồi ở đây có một vị khách đặc biệt ngồi cùng chúng ta để bàn việc, để trò chuyện, để kinh doanh, thì đây không thể nào mà không kể tới được. Đây là cái hệ thống máy để giúp chúng ta làm lạnh những chai champagne, những chai rượu. Rồi ở đây chúng ta có thể cài được ly vào đây. Đây các bạn có thể thấy này, đây là phần để chúng ta cài ly này. Mà rất tiếc hôm nay là trên mẫu xe này mới nhập về mới quá, thành ra là chưa kịp chuẩn bị setup những cái đồ này để cho các bạn có thể cảm nhận hết được những cái độ chất của chiếc xe này. Rồi bây giờ thì Duy sẽ chia sẻ một chút nữa thôi. Ở bên này, ở bên đây chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái vị trí như là để đồ này hay để ly cốc này. Ở đây chúng ta cũng vẫn có thể có một cái ngăn nữa để chúng ta để những cái đồ vật dụng cá nhân hay là gói bánh như là những cái đồ ở đây. Tất cả đều được làm bằng gỗ rất là đẹp. Và cái chất liệu của da ngồi ở ghế này, rồi là cái phần da bọc ở đây này. Đây chỉ là phần nỉ thôi nhưng được làm giả da lộn rất là sướng, sờ vào rất là phê. Rồi nếu như chúng ta những ông chủ cần làm việc thì sao ạ? Các bạn chờ Duy một chút thôi, chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm khi mà chúng ta làm việc ở trên cái chiếc xe VIP này. Úi giời ơi, giật mình luôn. Khi mà bàn được đưa lên thì rất là êm ái, nhưng mà khi hạ xuống thì khiến chúng ta thót tim. Các ông chủ chắc là phải làm quen dần với việc này. Chúng ta có thể hoàn toàn để iPad ở đây hay là những cái laptop, chúng ta làm việc rất là thoải mái. Và khi cần thì chúng ta cũng chỉ cần đấy, đóng vào nó mượt mà thế cơ mà. Ôi trời chết rồi, hình như là vừa tiếng Đức không biết là ấn nhầm vào đâu rồi. Nóng hết cả mông như thế này, chết dở. Ghế này thì các bạn yên tâm là được sửa ấm hay là làm mát luôn các bạn ạ. Đây ạ, tất cả các cái lỗ thông hơi ở đây. Đấy, sửa ấm và làm mát, ngồi rất là mượt. Rồi, bây giờ mời các bạn thưởng thức nốt một chút xíu nữa thôi. Một chút xíu nữa thôi. Chúng ta sẽ cùng đến với hệ thống TV của LG. Và chúng ta sẽ có luôn TV Smart TV với chế độ có thể xem được cinema 3D các bạn nhé. Đây. Đây các bạn có thể nhìn vào đây luôn ạ. Đây, các bạn có thể sử dụng rất nhiều những cái tính năng. Chúng ta có My App ở đây này, các bạn có thể thấy này. Đây là xem YouTube này, rồi là Dailymo này, rồi là nhiều quá vân vân và vừa mây mây luôn ạ. Rồi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể kích hoạt cái chế độ xem camera xung quanh xe, camera 360 bên ngoài, rồi camera ở ngay cái phần bảng đồng hồ tốc độ của xe, rồi camera ở khoang trước. Rồi nếu mà các bạn có thể thích nữa thì các bạn cũng sẽ rất dễ dàng, chúng ta có thể hạ được cái phần TV này xuống để nói chuyện, trò chuyện ngay với cả anh tài xế ở bên trên kia. Các bạn thấy không ạ? Vâng, nhắc nhở ngay anh tài xế, nếu mà anh tài xế chạy bắt đầu đưa mẫu xe của chúng ta tới những cái tốc độ mà chúng ta cảm thấy là hơi mất an toàn một chút. Nói đùa vậy thôi chứ còn yên tâm là những bác tài xế lái những mẫu xe VIP này thì đều được đào tạo rất là cẩn thận, và các bác ấy đều là những người rất là nền tính.
hàng xem Victoria Street các bạn ạ. Thật sự là cái trải nghiệm mà ngồi ở cái hàng ghế này thì rất muốn rằng là mọi người cũng sẽ một lần được thử trải nghiệm này. Và nếu các bạn quan tâm tới mẫu xe này thì mời các bạn có thể ghé ngay qua 568 Đường Láng để trực tiếp trải nghiệm chiêm ngưỡng chiếc V250D bản Bluetech được nhập khẩu về thị trường Việt Nam qua nhà nhập khẩu tư nhân. Và các bạn thấy sao về chiếc xe này ạ? Các bạn hãy comment ngay phía dưới những ý kiến của mình về chiếc xe này. Và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Eli để chúng ta cùng nhau thảo luận nhiều hơn về những mẫu xe. Xin chào và hẹn gặp lại.